Kênh Gipo Gà Vấp xin kính chào anh em ạ. Dạ em tên là Thanh nha, để có thể anh em tiện xưng hô mỗi khi liên lạc với em. Dạ ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Gipo được đựng trong hộp giấy màu xanh chính hãng. Dạ, và giấy này là giấy cũng có thể gọi là hiếm gặp nha anh em. À, đây, một chiếc Gipo chính hãng được đựng trong hộp giấy màu xanh này. Và sau khi em mô tả hết chi tiết chiếc Gipo được đựng trong hộp giấy màu xanh này thì em cũng sẽ báo giao lưu đến với anh em. Và những anh em mà mới biết đến kênh của em đầu tiên á thì cho em xin một đăng ký kênh nha và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Gipo và năm sản xuất của Gipo có trong kênh của em nhiều hơn. Dạ và bây giờ thì em xin phép vào chi tiết chiếc Gipo ngày hôm nay là một chiếc Gipo thuộc dòng Gold Black, là một chiếc được mạ vàng nha anh em, gọi là Gold Black. Và chiếc này điều đặc biệt ở chiếc này nó rất là hay là cái hoa văn nó có được chi tiết, được kẻ sọc nhìn rất là sang trọng như thế này à. Nó có tên gọi là Golden Elegance, thì em cũng sẽ ghim cái dòng chữ tên gọi của chiếc Gipo này ở bên góc bên tay trái để anh em có thể tham khảo một cách rõ ràng hơn. Và anh em để ý giúp em là dòng Gold Black thì cái mộc đáy của nó là mộc đáy lõm vào bên trong nha anh em. Tại vì có nhiều anh á, anh thắc mắc là tại sao mà chiếc này mộc đáy lõm vào bên trong, vỏ là màu vàng mà tại sao cái ruột nó lại màu vàng nữa. Thì đây là một chiếc Gipo Light, thì em xin thông báo với anh em đây là một chiếc Gipo chính hãng nha anh em, có tên gọi là Gold Black, được dịch ra tiếng Việt là một chiếc Gipo được mạ vàng. Và hoa văn mặt trước thôi nhìn nó rất là đẹp à, chi tiết của nó kẻ sọc. Và chiếc này là một chiếc có mộc ngược, được sản xuất vào năm 1994 và X La Mã tháng L và năm 1994. Để em chùi thì anh em sẽ thấy rõ cái mộc đáy nha. Đây, và cái mộc đáy thì anh em sẽ thấy nếu mà em để góc tối á, thì cái chữ A nó hơi mờ nhẹ nha. Khi mà em để góc sáng đây thì cái nét dập của nó nhìn rất là rõ. Và anh em yên tâm, những mặt hàng Gipo mà em giao dịch đến anh em á đều là hàng còn nguyên zin chính hãng. Và bên em thì không có sửa chữa và thay thế linh kiện hay là tăng chỉnh âm cho âm nó to hơn thì bên em không có. Em để nguyên zin toàn tập từ hãng. Tại vì em mua là theo kinh nghiệm, tiền của em cũng bỏ ra thì em mua bắt buộc cũng phải hàng zin về để em giao lưu đến với anh em lâu dài nữa à. Chiếc này về thì nó về với tình trạng là máy mới nha anh em, chưa lên lửa. Và cái tem đỏ này á, gọi là tem siêu. Ngoài ra là nó ở trên cái bề mặt tem đỏ nó như nó làm một cái trang trí để chiếc Gipo này có bắt mắt. Và cái thứ hai là nó nói lời cảnh báo, warning, là cảnh báo có giữ ở dưới như thế này. Và chi tiết của mặt sau thì anh em thấy nè, cái đường gạch sọc của nó rất là đặc biệt. Ánh gạch sọc của nó là gạch sọc xuống nha anh em. Rất là sang trọng luôn. Nó không phải là đánh phay xước ngang mà đây là đánh phay xước dọc xuống. Mà phay xước đó cảm nhận nó dày. Cái đường nét của nó rất là dày à. Nếu mà em cầm trên tay ngược như thế này thì anh em thấy nè, nó rất là sang trọng về chỉ là mặt sau thôi. Còn mặt trước đây nhìn nó ra một cái chi tiết khác nữa. Trên một chiếc Gipo nó có quá nhiều chi tiết. Và điều anh em lúc nào cũng quan tâm đó là về bản lề. Thì bản lề của nó đây, bản lề 5 cháu rất là khép kín nha. Và chiếc này thì em nói nó không phải là niêu cứng, tại vì về thì hàng về thì trong quá trình vận chuyển hoặc là trong quá trình bảo quản nó không được kỹ, nên là nó có sứ tơ nha. Sứ tơ rất là nhẹ. Dạ, để như thế này đi. Thường là chiếc này đây, chiếc này thì nó đây, nó có bị xước nhẹ chỗ này. Đó. Có một cái dấu chấm vàng vàng nhỏ chỗ này giống. Đó. Mặt trước thì nó ống ánh thì nó sẽ có cái xước rất là nhẹ nha anh em. Cạnh viền mở nắp đây. Đó. Cái chỗ này là nó dơ. Đó, em chùi cái nó ra liền. Và trên nắp. Và chiếc Gipo năm 1994 thuộc dòng Gold Black mạ vàng, với tình trạng là chưa lên lửa. Có hộp chính hãng kèm theo, hộp chuẩn giai đoạn và hộp xanh này cũng gọi là hộp hiếm và ít có. Thì chiếc này vì nó có sứ tơ rất là nhẹ thì em xin phép giao lưu đến anh em là 2,4 triệu nha.
và cho một chiếc mạ vàng 2.4 triệu năm 1994. Ngoài ra thì bên em sẽ tặng kèm anh em một vỉ đá vàng chính hãng như thế này, một vỉ đá vàng chính hãng và luôn luôn bao phí ship đến với anh em nha. Trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Diễn Ra của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.